bạn chung việc xưa việc xưa và dương có to tiệt chẳng thay đi dương nâng có to từ chung vật tiết cứ đi dây ông pi master pay và nâng không lấy cái dương dây ông pi master pay xung mô xua thả sẽ tới chi master pay nè nâng không ASP.net nâng không ASP.net master page គឺជា page មួយដែលគេហៅថាធ្វើជា pattern បាទជាគំរូ page មួយឬក៏គេហៅថាជា layout មួយបាទនិយាយស្រួលគឺយើងធ្វើស្រួលស្ដាប់ត្រូវបាទគឺប្រើគឺការបង្កើត layout layout មានន័យថាការរៀបចំទីតាំងការរៀបចំ plong ការរៀបចំនៅព័ត៌មានណាដែលតែដាក់នៅកន្លែងណាហើយហ្នឹងអានឹងគេហៅថាជា master page នៅក្នុង ASP.net ជាទូទៅព័ត៌មានដែលគេអាចដាក់នៅក្នុង master page បានគឺមាន banner បាទមានមនុយ banner បាទមនុយ banner អានៅកន្លែងខាងលើគេហ្នឹងណាបាទឬក៏នៅខាងឆ្វេងបាទដែលយើងហៅថាជា preview បាទឬក៏មនុយដែលជា link ដូច link អញ្ចឹងនៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបាទជាទូទៅគេដាក់វានៅក្នុង master page ដើម្បីងាយស្រួលទៅក្នុងការដែលយើងកែឬក៏យើងគេហៅថាអត់ចាំបាច់ធ្វើវាដដែលនៅក្នុង page នីមួយៗនោះណាបាទហើយនឹង copyright បាទដែលចំគឺ page ណាដែលវា affect ទៅកាន់គ្រប់ page ទាំងអស់នៅក្នុង website យើងបាទអញ្ចឹងគេអត់យកវាទៅ build គ្រប់ page ទេគឺគេបង្កើត master page មួយជា layout ហើយគេដាក់អត្តន័យដែលមានស្រាប់តន័យដែលត្រូវការប្រើគ្រប់ page ទាំងអស់ហ្នឹងគេដាក់វានៅក្នុង master page បាទហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង master pageនេះគឺជា master page ដែលយើង start ដំបូងបាទវានឹងឃើញមាននេះឃើញមាន head ឃើញមាន body ឃើញមាន html ហើយនៅក្នុង head នេះគឺយើងឃើញមាន content placeholder 1នៅក្នុង body យើងឃើញមាន content placeholder 1ដែរវាមិនមានតែ2នឹងទេបាទយើងអាចបង្កើត content placeholder ច្រើនតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានណាដែលយើងគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺជា content placeholder សំណួរសួរថាស្អីគេ content placeholder នោះបាទ content placeholder គឺជាកន្លែងមួយដែលសម្រាប់យើងកសាងនៅ page ព័ត៌មានរបស់ page ខុសៗគ្នាបាទដូចជានៅក្នុង page login យ៉ាងទៅកន្លែង content placeholder ហ្នឹងគេដាក់ login control វាជា form បង្ហាញអំពី product អញ្ចឹងកន្លែង content placeholder ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញពីផលិតផលរបស់យើងអញ្ចឹងទៅបាទវាខុសគ្នាទៅតាម page នីមួយៗដែលយើងត្រូវយកទៅដាក់នៅលើ website នឹងគេហៅថា content placeholder ណាដែលគេដាក់វានៅក្នុង master pageដែលហើយនៅក្នុង master page គឺគេអាចដាក់នៅព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយប្រសិនបើយើងគិតថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺគ្រប់ page ទាំងអស់វាត្រូវទទួលយកដូចជា banner ណាដូចជា banner អញ្ចឹងនៅក្នុង banner គឺគ្រប់ page ទាំងអស់មាន banner តែមួយទេអញ្ចឹងគេអាចដាក់វានៅក្នុង master page ឲ្យហើយចឹងមកណាដាក់វានៅក្នុង master page ឲ្យហើយចឹងមកអញ្ចឹងគ្រប់ page ទាំងអស់វានឹង inherit ទៅឲ្យគ្រប់ page ទាំងអស់ដូចជា copyright ណាគ្រប់ page ទាំងអស់គឺ copyright តែមួយទេបាទអញ្ចឹងគេអាចដាក់វានៅក្នុង content របស់បាទគេដាក់វាជាព័ត៌មានរបស់master page អូខេបាទគេអាចបង្កើត content placeholder សម្រាប់វាទេតែដល់ឡាយយើងអាចបង្កើត content placeholder ប្រសិនបើព័ត៌មានរបស់វានឹងអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាអូខេអញ្ចឹងការបង្កើត content placeholder នេះបាទវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទឬក៏បាទការងារដែលយើងត្រូវបង្កើត
Ok, ở đây dương từ ưu tiệt hò viên ta mà đo tới và từ phương này mà đo. Ok, chứng dương bộ màu website là bằng ASP.NET bằng dương mình và ASP.NET thu thơ bằng dương mình. Ok, hai dương nâng phương chỉ mùi nâng master page. Nhiệt đam bay cầm ao à rụp hiệp tất ngọt mi vì rồi nhảy nơi khốn nông website dưỡng dưỡng xong ai bạc card folder nơi khốn nông bàn. Ok, và dưỡng bạc card folder nông nông máu new folder mùi máu và hãy xong đặt lại nâng xong đặt thà standard control example chẳng tự standard control example nè đấy, và biết đấy tha control folder đó cứ xem dọc à ưu tiên ho đặc biệt, ưu tiên ho đặc biệt cứ chỉ ưu tiên ho là standard control, và ok chân xem copy viết cắt viết thành off máu, đấy, nên cứ ưu tiên ho phải form cho mình năng standard control này ASP.NET, ok chân dừng anh cắt viết thành off giờ mà đặt lên trong folder là mùi máu. Ok, nè, dương khơi thà về nâng cư được nông website và chức sản lạc lệ miền ấy. Ok, và dương khơi thà lệ miền à website cháy. Tại website nâng viên được nông folder như thế nè. Vì ở miền khôi y tế viên nơi đã ra bàn chẳng ảnh. Vì ở miền bàn hai thì ok, chẳng được nông nít trong bậc cao nhìn mùi tiền. Bậc cao folder mùi tiền. Ok, và bậc cao folder mùi tiền đảm bay đặt ở vì cầm ở vì khơi tràn rồi nhảy nhảy và hay ở vì là đồng nghĩa. Ok, chân trong folder thì pin cứ khi đặt thà và pin to tới vì tại tôi chỉ mới nâng master page. Ok, hay master page cứ khi mình thử ông pin watch và hay dùng thử website để còn chỉ mới nâng master page watch. Chúng ta đã thả watch project tại một đoạn tay và watch project chẳng tay. Ok, và watch is the one my project is chẳng tay nhảy chẳng. Ok, phần đặc giác hãy to tới khi nâng bật cả website đạt được nông năng đạt được nông vọt. Ok, và chúng tôi chỉ bật cả ấy mươi được nông năng để reprender only và say video để chúng training đấy, và nó nick cứ trong miếng file chỉ video training a ho hai nữa còn lần nữa, ok vậy thì lấy dương vọng mà để mình nhé watch, lấy dương bàn có đồng bị hái từ môn dương khi tràn, lấy dương có đồng bị tam folder môn bị hái, chẳng nơi còn watch, cái này như trong bậc ca pay đặt nơi còn website lớn mế dương nặng được còn đi. Bây giờ mình dựng đặt nơi non folder, dựng đặt nơi non folder chẳng hạn, đặt nơi non folder chẳng hạn, select folder chẳng hạn, ok folder thì tôi chỉ miễn chúng tôi tham ấy mới nhỉ, và watches, ok, chẳng khi mà select nơi folder hay dựng đặt new file, cái này thì mình thay dựng bằng cả file bằng cả page nơi non watches, nè. Và nơi trong watch project dương các phong tác select nơi là watches lớn cứ trong thư master page chân trong trôi mà còn lại nâng và còn lại cả file được nghĩa ta cần scroll tới càng trao đọc bài rộng mơ master page nè. Ok, scroll máu cứ dương khứ miền biệt tham master page nè. Ok, và hay master page này cứ trong đặt mục viên tham main master page đã main mở main master page à trong đặt mua ấy có ban đài. Ok, trong đặt mua ấy có ban đài còn tại sao master page trong việc ở bên ấy đại dương thời link mua vt chứng dương ai đặt hà main master page chẳng tự. Ok, tại sao vì chỉ master page tí bụi hay ở toàn miền master page từ bây giờ biết hay vì chỉ master page lơ kì master page lơ kì miền đây tha chỉ master page cầm pull được trong website. Ok,
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់មានពាក្យថា select master នេះយើងអត់ select ទេយើងទុកអញ្ចឹងដែរអូខេបន្ទាប់មកយើង add ចូលនេះ add ចូលឃើញទេអញ្ចឹងយើងឃើញ master page នេះបានហក់ចូលមកណានៅក្នុង folder watch ok យើងឃើញពេលដែលយើងដាក់វានៅក្នុង folder watch ok យើងទៅសង្កេតមើលខាងលើតិចនេះ ok អានេះអត់តន់ទេបាទអត់តន់អីទេទៅចាំអូខេបែបមកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុង head ដែលយើងមាន content placeholder មួយឈ្មោះថា head content placeholder នេះជាទូទៅគឺយើងអត់ដែលប្រើវាទេប៉ុន្តែយើងអាចក៏យើងអត់លុបដែរបើលុបអានឹងមួយវានឹង error ណាអញ្ចឹងយើងអត់លុបទេយើងបិទទៅអ្វីដែលយើងត្រូវមកកសាងគឺនៅក្នុងនេះឯងនេះយើងអាចលុបអានឹងចោលបន្ទាប់មកយើងកសាង layout ដែលយើងចង់បានវាថា layout ហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្នែក body នឹងឯងអូខេ layout ដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងខ្ញុំកសាងវាបាទខ្ញុំបង្កើត design ដោយប្រើ table ខ្ញុំអត់ប្រើ style sheet ទេខ្ញុំអត់ប្រើ div ទេបាទខ្ញុំប្រើ table ណាពួកយើងអាចប្រើ style sheet អីបានតាមចិត្តតមកទៀតអូខេអូខេខ្ញុំសូម stop ទីសិនបាទសូមផ្អាក់ slash and plan អូខេបាទតោះតទៀតមកវិញហ៎បាទអញ្ចឹងនេះបង្កើតមក TR ណាខ្ញុំមាន3ជួរបាទមាន3ជួរហើយក្នុង3ជួរនោះគឺខ្ញុំបង្កើតចេញជា2 column បាទ3ជួរនោះគឺខ្ញុំបង្កើតចេញជា2 column ជួរទី1នេះគឺតាមមក column ទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឲ្យ call span ស្មើនឹង2ឲ្យហើយបាទ call span ស្មើជាមួយនឹង2ឲ្យហើយជួរទីបាទពីមក control c ពីមក3 2 3 4 បាទចំណែកជួរទី2នេះគឺខ្ញុំបង្កើត2 column ណាបង្កើត2 column អូខេបាទបង្កើត2 column ហើយកំណត់ size វាហើយទៅ style បាទwidth ស្មើជាមួយនឹងសំតោះបាទចុច2មកខ្ញុំគិតពីប្រវែងខ្ញុំយកមក1200 pixel បាទ y នឹងខ្ញុំដាក់ជា pixel យកមក1200 pixel ពេញអញ្ចឹងបើដាក់មក1200 pixel column ទី1នោះគឺខ្ញុំយក800បាទយក800ហើយ column មួយចំហៀងទៀតនោះយក400នោះ850 400ហ្នឹងហើយយក400ហ្នឹង400មួយទៀត800 820បាទយក820 pixel ហើយ column ទី2នេះបាទwidth របស់វាគឺយក820ខ្ញុំ1200ដល់ទៅវានៅសល់380 pixel ណាបាទអូខេនេះណាបាទខ្ញុំអាចទៅសេអសដាក់ក្នុងហ្នឹងទៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថា log in status ចាំទៅកន្លែងនេះខ្ញុំអត់តន់តាអីទេបាទខ្ញុំដាក់ថា link ឬក៏ banner menu បាទអូខេ banner menu ហើយខាងលើនេះគឺជា banner អូខេជា banner ជា logo ជាអីហ្នឹងបាទទី2ដូចគ្នាគឺ2 column ដែរបាទអញ្ចឹង2 column ដែរត្រូវថែមវា1 column ទៀតហើយ column ទី1នេះគឺខ្ញុំដាក់ content of the page ហ្នឹងណា
content of the page โอเคហើយខាងស្ដាំនេះគឺខ្ញុំដាក់រូបភាពខាងស្ដាំគឺខ្ញុំដាក់ calendar មួយទៅបាទដាក់ calendar មួយទៅโอเคហើយនៅខាងក្រោមបំផុតនេះ call span ស្មើនឹង2នេះគឺដាក់ជា copyright អូខេដាក់ជា copyright ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់មក copyright បាទ2019 okay សញ្ញាស្អីទៀតហ្នឹងនេះណាអញ្ចឹងហើយបាទ NUM 2315អញ្ចឹងទៅបើជឿក្របយើងខ្ញុំបាទ NUM 2315ហ្នឹងទៅអូខេបាទអញ្ចឹងយើងអាចរ៉ានវាសាមើលប៉ុន្តែបច្ចៈដើម្បីឲ្យដឹងថា banner របស់យើងសុទ្ធបើយើងនឹងវាចេញទៅរូបរាងយ៉ាងណាជើងបច្ចៈមួយបច្ចៈនៅត្រង់នេះខ្លៃនេះគឺយើងអាចដាក់ style order សំទោស width 1200 បាទ1200មកហើយនឹង border styleborder ហើយវាមានសិនមកស្មើ border គឺឲ្យវាមើលឃើញបាទតាក់ថា thick ឬក៏ solid បាទហើយមួយទៀតមកគឺ border y border size បាទលេខ scroll វាមកបាទខ្ញុំអត់ចាំដែរស្មើនឹង1ហ្នឹងមកអូខេបដវិត1ហ្នឹងមក1ឯគេ1 pixel បាទអញ្ចឹងយើងអាច save វាបាទបន្ទាប់មកយើងចង់ឃើញលទ្ធផលវាយើងចង់ឃើញតារាងហ្នឹងយើងចង់ឃើញរូបរាងរបស់អាដេញ master page ហ្នឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអត់តន់ឃើញយើងរ៉ាន់នៅក្នុង master page បើយើងឃើញរ៉ាន់អត់បានទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងឃើញពី master page នេះតលតែយើងទៅបង្កើត page 1ណាទៅបង្កើត page 1សិនអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្កើត page តែ1សិនអូខេតែ master page ដើម្បីឲ្យដឹងពី master page ហ្នឹងណាបាទ page ហ្នឹងយើងអត់យកអីទេបន្តែយើងតេស master page អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អំតេស1ទៅអំតេស1អូខេអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ page របស់យើងហ្នឹងវាទទួលយក master page បាទយើង select យក master page នេះណាតើមកយើងចុច add វានឹងឲ្យយើងទៅរើស master page ណាអញ្ចឹងយើងទៅរក master page យើងវានៅក្នុង board នេះអូខេប៉ុន្តែរបស់យើងនៅលើនេះហើយអញ្ចឹងខុសឲ្យតែដឹងអត់ដៃអញ្ចឹងវាទៅសិននេះ select យក master page ហ្នឹងមកព្រោះយើងនៅលើ wall ដែរអត់ដៃអូខេនេះអំតេស1ហ្នឹងគឺយើងឃើញ page ហ្នឹងមកហើយយើងចាប់អារម្មណ៍មួយ page ដែលយើងបង្កើតដែលចេញពី master page មកគឺយើងអត់មាននេះទេបាទយើងអត់មានដូច page ដែលយើងបង្កើតអត់មាន master page ទេគឺយើងអត់ឃើញមាន HTML ញ៉ែញ៉ៃទេ page ដែលយើងបង្កើតពីមុនដែលយើងអត់មាន master page ណាគឺយើងឃើញមាន HTML មាន head មាន body អញ្ចឹងឃើញណាបាទតែដល់ពេល page ដែលយើងបង្កើតជាមួយនឹង master page វាអត់មានទេពីព្រោះអស់ហ្នឹងវាមាននៅក្នុង master page នេះរួចទៅហើយនេះណានៅក្នុង master page ហ្នឹងវាមានរួចទៅហើយអញ្ចឹងមកដល់កន្លែង page ដែលយើងបង្កើតមកនេះអត់មានទេអូខេpage នេះគឺយើងក្រនតែតេសសិនយើងអត់តន់មានអីទេបាទក្រនតែខ្ញុំចាំតេសមើលថាតើ master page យើងនឹងចេញអីណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីរ៉ានយើងមិនមែនមករ៉ាន master page ទេគឺយើងរ៉ាន page នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានមាននៅក្នុង master page នេះបាទអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុង master page នេះវានឹង display ពីព្រោះវាគឺជា layout ណាជា layout របស់
page tầng ọt đại dương đặt nơi nông master page. Ok, lấy dương chọn đăng dương run đi mùi sân máu. Và ok, nè dương khơi miền bịa thả banner, dương khơi miền bịa banner mà nơi khơi miền tầng ọt nắng. Ok, và tầng ọt nắng cứ bia miền nơi bê đá nè border bây giờ thì bắt đầu cho mà ở bản đặt inside và nâng bản đặt inside biến được nông nình mùi mùi phần mấy nâng biến mình làm khan đấy. Ok, làm bây giờ khơi nhỉ nè nâng nâng bản đặt border bây giờ ở lấy dương chạp đàm tờ cài banner tờ đặt banner tờ đặt AFC hay anh ý chia vấy đá dương miền nơi nông master page trap để đi được nông master page trap anh ấy được nông master page trap đại lại cái content of page này anh ấy cứ viết được nông page same kia bài viết chỉ login page cái lại content of page nó được tốt từ đầu login control làm bây giờ dừng login bài viết chỉ display page cái lại nó viết nó bằng hand form display nó protocol là bài viết chỉ add new product page, cái này đang viết đang cắt nửa form mũi viết đang bằng hai nửa form mũi, làm bây giờ dương hai add lấy platform bằng dương bàn. Ok, lấy dương back từ căn master page bằng dương wing và này dương stop bằng máu, lấy dương cài nửa con master page, nè, này cài nửa con master page. Ok, thế nữa cứ dương tác rụp hiệp. Okay. Lấy khi em ta đọc banner mua dơ mà đặt nè khi em tìa như rụp hiệp mua dơ mà đặt nơi khả ní. Ok, chị banner chân khi em ta mơ nơi khả nông trong tờ dưỡng ta mơ nơi khả nông ai cả xa bỏ dưỡng ta dơ miên rụp hiệp lục hỏi rửa nơi. Ok, khi em dơ phản ní mật vừa chị banner chắc nơi chắc xa ạ chiếm và xa lành ta mua nơi chiếm và xoay nhé nháy và nơi banner vọng nè chân khi em copy về máu hay dùng một mặt phát chỗ nơi không năng ạ. Ok, và chẳng dùng bàn banner của anh em ạ. Chẳng cái lại nó cứ chẳng đặt banner nè, và chẳng đặt banner. Ok, chẳng đặt rụp hiệp chỗ nó cái này trong master page như này ASP và image run at mà nâng server ID mà chỉ muốn nâng IMG banner image URL và tiền máu tờ rơi viên máu và tờ tiền máu nơi nào nơi khả năng image hay nâng banner 1 cầm nọt vịt ở viên tới và mà chỉ muốn nâng cao sắp phía rồi được cầm rồi phía rồi chẳng tật. Ok, và nâng banner muối vì cái lấy mình nổi dư nâng co sang tạm cáo cái lấy lọc in dư nâng co sang tạm cáo nế lấy dư bọc mà cái lấy calendar chứ đã calendar cho màu ASP. Ok, calendar nế run at smile nâng server ID smile chỉ mùi nâng calendar 1 và chẳng tay bật màu bình tỏ máu dương ai từ set property ở calendar. Ok, dương ai select này là vía cho từ property hay dương ai đồ style bởi vì tạm chất nè hả lời chăm bắt đoàn đồ style ở vía tế chăm còn tại đặt calendar cho nước này càng làm đi nè nước này càng làm đi nè tại tiết cái lại banner này nâng chung nụ đòi rụp hiếp cái lại calendar này nâng chung nụ đòi rụp calendar à vì nó dùng hoàn toàn phát bỏ về thế copyright đi cứ dùng khởi nơi đó đài content page đi cứ dùng hoàn toàn miền đáy bỏ tới cái like content page nâng bình này content page cứ chia cái like để dùng đặt tên ở đây tới tam page đi mùi đi mùi chứng đam bây dùng ai đặt tên ở đây tới tam page đi mùi đi mùi được nâng bán được nông master page cái like nâng ạ đại dương tự đặt content page nâng cứ dùng tự bằng cả mũi cái hai tháng content placeholder nè đại dương lục sao một nước nè phần đấy dương vô biến một prà bình content placeholder nè này nè
front-end smart and server ID smart chỉ mùi nâng content one nâng tại main content các bạn này. Ok và phải chứ bật riêng một mình nào và nâng cứ như bật cát bàn content placeholder nâng mùi và chân cái lại đứng ấy đã miên nâng prai pool được cái lại này ta tạm phê những mùi chân là bỏ đá prai pool ý kìa ní chân kìa ní và hãy đi nơi đó đáy là hãy biết content placeholder content of page này nâng bát vì phút content of page này dựng bán chung lúa đói content placeholder đói lại page này nâng error page mới này nâng error error vì phút dựng mà toàn bàn bằng cát à content này ở Việt Tế à content mới để dựng bán khơi ní cứ chia content đại miền sắp được trong head này tế chân dựng bán bằng cát ở này hỏi chân dương trâu tải bằng cát content placeholder mũi được nông men được nông tài hoàn điều này tải vô dương màn bằng cát content placeholder mũi được lại điện dương màn bằng cát content placeholder mũi nè nè chung mua thả men content hay nè chân được nông đi cứ dương tới tài bằng cát content placeholder nông mũi tiết tại ở chỗ chung mua hẹt đi tê chung mua hẹt đi cứ việc bán màu bí chung mua mũi nè ID đọc bóc a head master page nè chắc ID content placeholder và dưới chmua ấy chmua nè 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 và chân dương cục bây giờ máu nè chmua content placeholder dưới nè và do một khác cái loại nè chung đua phía đói chmua để dưới mang bạc cả thế nè ok và đi đập bụi chung tốt và tôi mới dưới save trong ọc máu save hết dưới tới refresh và nick cứ chị banner rụng điện cả nó cứ chị banner để dựng bàn và cả láng ok hay dựng khơi nè banner đi dựng là toàn đặt tế anh ấy cứ dựng toàn đặt cái line calendar bàn chụp luôn cái line nick cứ chị content placeholder mình đã dựng ở đây chẳng hạn đó đã ví prime pool tới tám anh này ví prime pool tới tám cái line content placeholder đó nè ví prime pool tới tám bây giờ dựng tới c được không đi được nóng hay một dựng nè thế hay bao giờ đã ấy cái này nó đặt được cái này nụ ok hãy cái này nick sao thì dương ắt bắt bò thì tê nè dương thưa thật lại như thế cái này nick dương ắt bắt bò tê chân mà đo cái này nè dương ai đặt thẻ bó dương ai đặt thẻ bó dương ai đặt bản thân dương ai đặt trong đó chưa ngày vui đại có đặt tới nó là cư trí hết riêng riêng luôn ok here is the workplace for any page. Okay, dừng xe này, đấy, dừng xe nó nắng á. Bây giờ dừng xe mà còn nắng, ở vây để dừng khư, cứ dừng khư nhà vây nút nó không lại nè, nè tập bò nè, nè, nó là bò này ai? Ok, và chân dừng refresh vừa mới, nè, nắng dừng refresh vừa mới. Okay. Thế này bây giờ mình sẽ xem mình thì nói và anh dương khi mình lại mặc hàng cám ok và hạt lại mặc hàng cám chân ở quay về nó có dương thì hồi dương thực hợp nè hồi thực hợp này hồi được không thực tế hồi nữa nè rồi nên dương bán bị sai đói table nè dương bị sai đói style sheet cứ lực nông men master page chân dương ai rồi bị lớn bạc lại dương xem lục trào vĩnh lục lại border rồi gọi đi chào về để sai dự bản khơi nhiều cho bạn lợi hỏi ok chân bỏ một tiền cái lại ní và tục ý phần phái thì mùi được hóp hóp bè nợ ở rốn anh đi ở rốn tí ta ở phí ní dương mặt đằng khá mùi ná tài vía nâng tinh 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 lấy tích ưu tràn phần á tê vì bố ạ phí ní bố sân bá anh ấy tên ở đây cái này đi tràn dương hình khơi nhà calendar đến chọc đá máu mịt đỏ ai đá đá lấy dương khơi calendar thóm chiến dương khơi nhà tên ở đây lý vì máu mịt đỏ chứ dương chăng ở bên đây thọc hẳn đó tôi chỉ là tràn phần này khả đói anh đi bị tràn phần này khả đói anh đi bị đánh thọc anh đi bị tràn phần này khả đói anh đi bị đánh thọc khả đài ok chân dương tự đạn này còn đi nè còn nguyện đấy và style
tách ở lắng đó chữ pi mà nâng sụp tục vertical align vertical align chữ pi thọ này đối nghĩa và đôi nghĩa một phần lý chẳng giờ copy về máu đã một phần lý đôi nghĩa ok chạy sale hai giờ từ refresh chưa được thư ta về rất là thọ thế này vừa rất là thọ đôi nghĩa nhé và vừa rất là thọ này thế này chẳng tôi chỉ à tâm lý đi cho ra còn ná còn đi vừa nơi thọ anh đi cho ra còn ná còn đi vừa nơi thọ nâng đẹp con chỉ mùi nâng bèn là chỉ mùi nâng master page chứ mà toàn có sàng mà nói chứ mà toàn đặt lọc in đó hãy có ở toàn miên khoản thân thể đài ní còn tại chứ main master page mùi tại bật nọ ok là khi nhầm xong bật chọc main master page bật nắng đó xong bật chọc main master page bật nắng xong bật cực dường nâng bật to tại page cao cao tiệt bật xong bật cực.